Ban biên tập xin được gửi đến lời chào và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng tin tức 24h. Kính chúc quý vị sẽ có những giây phút tận bổ ích khi xem video này. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để luôn là những người cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất thông tin từ tin tức 24h. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng nhất có trong ngày hôm nay. Hà Nội ghi nhận thêm 23 ca dương tính Sars-CoV-2, trong đó 8 ca ở cộng đồng. Bộ Công Thương hỏa tốc kiến nghị tiêm vaccine cho lái xe liên tỉnh. Thành phố Hồ Chí Minh tập trung điều trị F0 diễn biến nặng có bệnh nền. Hà Nội ghi nhận thêm 23 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 8 ca ở cộng đồng. Sáng nay, Hà Nội ghi nhận thêm 23 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó 8 ca tại cộng đồng và 15 ca tại khu cách ly. Phân bố 23 ca dương tính mới theo chùm ca bệnh, chùm liên quan đến Bắc Giang tại công ty S, khu cập kiểu Thăng Long 12, chùm ho sốt thứ phát 9, chùm liên quan thành phố Hồ Chí Minh 2, Trùng ca bệnh liên quan đến Bắc Giang tại khu công nghiệp Thăng Long. 12 ca dương tính thuộc trùng ca bệnh này đều là các nữ công nhân của công ty S, có địa chỉ tại Hoàng Mai 1 ca, Đông Anh 8 ca, Bắc Từ Liêm 1 ca, Mê Linh 2 ca. Các bệnh nhân đã được cách ly từ ngày 5 tháng 7 và được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 30 tháng 7, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính SARS-CoV-2. Trùng ca bệnh ho sốt thứ phát, 9 trường hợp dương tính có địa chỉ tại Thạch Thất 2K, Đan Phượng 1K, Hai Bà Trưng 2K, Ba Đình 1K, Long Biên 2K, Hoàng Mai 1K. Các bệnh nhân đều là người có liên quan đến các F0 được phát hiện qua sàng lọc người ho sốt trong cộng đồng, ngày 30 tháng 7 các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Chúng các bệnh liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh hai nam bệnh nhân cùng có địa chỉ tại Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm. Các bệnh nhân nằm trong khu vực phong tỏa liên quan bệnh nhân HTMC. Ngày 22 tháng 7, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính. Ngày 29 tháng 7, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lại kết quả dương tính. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 là 1.123 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 670 ca. Bộ Công Thương hỏa tốc kiến nghị tiêm vaccine cho lái xe liên tỉnh. Tối 30 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải hỏa tốc gửi văn bản đến Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố với nội dung trên sau khi nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị của Hiệp hội Ngành hàng, Doanh nghiệp đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc lưu thông, vận chuyển hàng hóa hiện nay. Theo Bộ Công Thương, việc gián đoạn quá trình lưu thông hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất trong thời gian qua chủ yếu do nhận thức của các địa phương về vai trò của lực lượng lao động trong ngành vận tải, logistics chưa phù hợp. Bộ Công Thương cho rằng, để thực hiện được mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa bảo đảm sản xuất kinh doanh, chính những người lao động trong các ngành vận tải, đặc biệt là các tài xế, nhân viên vận tải liên tỉnh, logistics, cảng biển, đóng vai trò hết sức quan trọng tương tự với các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Vì thế, Bộ Công Thương đề nghị các tỉnh bổ sung đối tượng lao động các ngành vận tải và logistics, đặc biệt là lái xe, phụ xe vận tải liên tỉnh, đội ngũ lao động tại các cảng biển, cửa khẩu là đối tượng ưu tiên tiêm vaccine như lực lượng tuyến đầu chống dịch. Thành phố Hồ Chí Minh tập trung điều trị F0 diễn biến nặng có bệnh nền. Sáng 31 tháng 7, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), trước tình hình dịch phức tạp, việc tập trung điều trị F0 diễn biến nặng có bệnh nền sẽ rút ngắn thời gian điều trị và phân bổ nguồn lực y tế phù hợp, đồng thời hạn chế tỷ lệ tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ đảm bảo vận hành hiệu quả trung tâm cấp cứu 115 không để chậm trễ trong vận chuyển F0 khi có diễn biến nặng. Thời gian tới thành phố sẽ đưa 200 taxi chuyển công năng và 100 xe cứu thương vào vận hành. Đồng thời, thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị thành lập 4 trung tâm cấp cứu vệ binh ở quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, thành phố Thủ Đức và quận 12 nhằm nhanh chóng điều phối bệnh nhân COVID-19. Từ 19 giờ ngày 30 tháng 7 đến 6 giờ ngày 31 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 2503 trường hợp nhiễm nCoV đã được Bộ Y tế công bố. Trong đợt dịch lần thứ tư, thành phố đã có tổng cộng 88.566 trường hợp mắc COVID-19, theo HCDC, biểu đồ số lượng F0 được ghi nhận hàng ngày tại thành phố Hồ Chí Minh đang đi ngang, để số ca nhiễm hàng ngày giảm xuống, thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm khoảng từ 1 đến 2 tuần sau thời điểm mùng 1 tháng 8. Bản tin trên cũng đã kết thúc chương trình 24 giờ hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, quan tâm và theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, xin mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận dưới video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp và phản hồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của kênh tin tức 24h.